giữa điện xâm la xa người hạ giới lão đành lâu sư để diêm dương khoản sự tội trên trần. Trong cái tuần bao công bao công sang quét què dạ bao 26 nè. Trần gian từ giả chung cõi âm này, người nghe phán quan tra án trên trần, bằng cỡ nói gian cắt lưỡi dối vàng cưa làm hai khúc, trời ơi quan nghiệp tay gây bắt ta phải đền màn này. Quá thiêu bích dân cung phải cái rõ ràng tình tờ, trời ơi đau đớn ngày giết chết lão, giờ ta quyết không khai thà chết còn sướng hơn hơn bồi phản tình sâu. Nếu mi khai thì kiếp châu không tội tình, khảo tra thêm ắt nó sẽ xưng tội liền, ngàn đòn nhiều án khó đầu thai, a tỳ muốn tớ làm chút kinh hồn không hoàng hốt. Thôi ta cứ thú tội cho rồi. Mấy à? 46. Nương nương ơi, bí mật chốn thâm cung, lão phu chinh mang theo tận đáy tuyền đài cho trọn niềm trung hậu. Giữa điện xâm la xa người hạ giới, lão đành lâu sư để diêm dương khoản sự tội trên trần. Chính lão đã chủ mưu đông chân lý phi tình, đem con nàng cánh chìm cùng cho giấc tích phi tan, trời ơi tàn ác vô nhân. Coi kìa giọt nước mắt của phán quan, người âm phù cũng vàng hoàng chúc cảm thì tội ác kia quả đáng ngắm. Này phán quan, thật sự tôi ngươi cứ lo ghi chép, nước mắt dư ở đâu mà tốt chuyện dương trần. Bọn thế gian đều là ác thú, họ giết nhau như cơm bữa chẳng gom tay, còn quách què lý thành phỉ ngươi không thù không quán. Tại sao mà lập bu số thì hại người như thế? Tên bao trận trên trần, nói danh là Diêm Vương mặt sắc, nhưng đối với ta chưa hề nói được một lời khai. Xuống đây chuyện tinh xanh có như kết thúc, ta còn dấu Diêm làm chi nữa. Thương cho lưu hoàng hậu chẳng có con trai, sắp lung lay địa vị mẫu nghi, nên ta bài kế độc hại ly thần khi cho việc độc tiếp trần. Đến đây cũng đủ đã hoàn thành một cáo trạng, mau điều chữ phi danh thừa nhận tội tình. Tội ngươi đang sự lăng trì, xéo tình đón khúc lòng này cũng chưa môi. Quá hay.